Rồi, xin chào anh em, chào mừng anh em đã quay lại Di Động Hưng Phúc nha. Tiếp tục clip bán máy anh em sáng hôm nay nha. Xin nhắc lại số điện thoại đặt hàng bên mình 0355 356 356, có trên cái bảng nhỏ phía trước nha anh em. Quy định mua máy thì anh em vui lòng cọc trước cái cọc Viettel 50k cho những máy dưới 1 triệu, còn những máy trên 1 triệu thì anh em vui lòng cọc 100.000 Viettel. Nhắn họ tên, địa chỉ cùng với model cái máy cần mua thì mình sẽ ship hàng cho anh em nha. Tiền cọc thì anh em trừ vào tiền máy lúc anh em nhận được hàng. Những anh em nào mà đã mua hàng bên mình và tin tưởng chịu khó thắng thì anh bao ship. Đó, ok nha. Còn những anh em nào mà cặp tiền thì vui lòng chịu phí ship từ 40-50 ngàn tùy theo khu vực nha anh em. Các máy bán ra thì mình có ship code toàn quốc tất cả các máy, bao Tết 1 tuần và bảo hành 1 tháng nha. Và anh em tới kiểm tra máy thoải mái trước khi thanh toán tiền shipper nha. Trong quá trình xài thì nếu lỗi báo với mình sẽ thu lại và đổi anh em máy khác. Rồi, thân ái chào anh em nha. Rồi, bây giờ tiếp theo thì mình sẽ giới thiệu máy cho anh em ngay bây giờ luôn. Rồi, con máy đầu tiên hôm nay là mình có con Sony anh em. Sony có nha. Máy cũng còn xài được anh em. Màn hình thì vài đốm phản quang thôi, nhưng mà mình thấy chỉ rất là mướt nha. Đây, có vài đốm phản quang đây. Còn như là đẹp ha. Sườn xấu. Sườn thì xấu như clip mình quay nha. Đúng nguồn còn bình thường hết. Sony M2 nha anh em. Màn hình 4:8 ha, RAM 1, bộ nhớ 8, pin 2003. Để anh em giá 590.000 thôi. 590k, chức năng hoạt động ổn định nha. Wi-Fi các kiểu ok hết. Mình sẽ test Wi-Fi cho anh em xem. Chưa một cái đặt cả. Đó, máy Wi-Fi ok hết ha. Chức năng hoạt động ok luôn, giá chỉ 590 thôi. Kèm sạc gắn kính nha anh em. Tiếp theo là con Z3, Samsung Z3, vỏ xấu nha anh em. Không được đẹp ha. Màn hình 5 inch nha anh em, RAM 1, vi rưỡi, bộ nhớ 8, pin 26. Sườn vỏ còn riêng nha. Nó xấu ha, không được đẹp. Màn thì kính kem. Phản quang bị đốm phản quang nè. Phản quang nói chung là bị đốm trắng nhiều. Đó. Còn chức năng hoạt động ok, mà kính không có cái bê nha, rất đẹp. Chức năng hoạt động rất là tốt, không có đề gì hết. Đó. Còn bị sao thì mình đã báo sẵn trong clip rồi. Z320. Con này để anh em giá 680 nha, 680k kèm sạc gắn kính cho anh em nha. Samsung Z710 bản hàng, máy nguyên zin đẹp keng sà beng luôn. Gắn kính lưng sau đẹp nha, tầm 97-98 nha. Z710 bản hàng 1 sim, màn hình 5.5, RAM 216, pin 3.3. Đó, máy thì ngoại hình còn rất là đẹp. Sườn xếp nguyên zin. Vỏ riêng, kính đẹp nha anh em. Z710. Đó, cảm ứng chạy rất là mượt. Giá ra đi cho anh em con này là một Z710 1380 nha anh em. Đến em 1380. Kèm sạc gắn kính cho anh em rồi nha. 1.380.000. Z7 riêng, thay vỏ mới cho anh em rồi nha, màu đen. Màn hình 5.5 nha anh em, RAM 332, pin 3.3. Máy vỏ cực đẹp luôn. Thấy kem rồi. Kính đại giác cực lực. Bán ra kèm sạc cho anh em đầy đủ nha. Đó. Kính ok nha. Chiếc này hoạt động ok nha, màn đẹp. Màn nói chung là sáng đẹp nha. Z7 rim. Vỏ kem sạc luôn, thay mới rồi nha anh em. Giá ra đi 1.600.000 nha anh em, 1.600.000 ha, kẹp sạc gắn kính cho anh em nha. iPhone 6S 32GB riêng nguyên quốc tế, máy kem sạc luôn, đẹp 98 trở lên. Màn chưa có vết xước luôn anh em. Wi-Fi mạnh nha. Con này nên có tiêu pin bao nhiêu. Này vòng tay anh em ơi. Vòng tay vòng chân đầy đủ ha. Pin 95 nha anh em, rất cao nha, pin 95 nha. Mọi chức năng hoạt động ok luôn, màn ring vỏ ring. Bao anh em reset thoải mái, máy quốc tế. Máy quốc tế nhìn rất là đẹp, nguyên ring. Con này để anh em giá 2550, kèm sạc gắn kính nha. Tiếp theo là iPhone 8 nhỏ, nguyên ring nha anh em, đẹp tầm 97 thôi. Vỏ xeo có sức sướng này, nghe là đã còn nhiều đẹp nha. Sườn này rất là keng nha anh em. Sườn keng, vỏ đẹp. Kính thì ok luôn, màn ring. Máy quốc tế. Pin 83 nha anh em, pin 83 ha. Coi test 283 cho anh em coi cho rõ luôn.
mấy nguyên riêng, ba anh em reset thoải mái, đúng 83 luôn anh em, pin 83%, chức năng hoạt động ok, vỏ xương mấy nguyên riêng hết, bàn tay bàn chân đầy đủ, quốc tế, iPhone 8 64GB, con này đến giá 4.4 triệu nha, kèm sạc dán kính nha, 4.4 triệu nha anh em. Tiếp theo là Oppo F1S, con này RAM 332 nha, bản VN, vỏ thay mới, nha anh em, bản VN, RAM 332, màn hình 5.5 inch, pin con này là 3075, màn đã dán cực lực cho anh em rồi, đẹp, máy không xước nha, màn đẹp, vỏ đẹp, chức năng hoạt động ok luôn, RAM 332. Đó. Ok nha anh em. F1S con này đến em giá 1.490 kèm sạc dán kính nha anh em. Ok nha. Tiếp theo là con Oppo A37 anh em, thay vỏ mới ha. A37. Con này màn hình 5 inch, RAM 216, pin 2630. Vỏ thay mới keng cho anh em rồi. Kính đẹp nha, dán cực lực cho anh em luôn trước khi gửi máy. RAM 216, chức năng hoạt động ok, màn sáng đẹp. Đó. Chức năng rất là ok luôn. RAM 216 nha nè, 237. Con này đến em giá 1.050.000. Kèm sạc dán cực lực. Oppo A83. Con này là guarantee nha nè, còn nguyên ha. Mua thì mình lột ra cho anh em luôn, mới keo này. Đó, không hề có vết xước nha. A83, RAM 4, bộ nhớ 32, màn hình 5.7. Pin con này là 3180, có máy đẹp keo sạc luôn, kính lưng. Không hề có xuất sắc hết nha. Máy rất là đẹp anh em. Máy nói chung là keo sao ben luôn. Bán nội địa nha. Xài 2 sim bình thường nha anh em. RAM 432 nè. Oppo A83. Chức năng hoạt động ok luôn. Màn sáng đẹp như riêng. Con này đến em giá 1.8 triệu nha. 1.8 triệu kèm sạc dán kính nha. Oppo F5. Con này là F5. Màn hình 6 inch, RAM 464, pin 3.2. Đó, em nem mấy nội địa luôn, mấy keng sạc ben luôn. Máy mới rất là đẹp. Nói chung là còn rất đẹp, em nem RAM 464 anh em. Em bộ F5 thì giá nó ngang A83 thôi, con này còn 1.8 triệu nha. Kèm sạc dán cực lực 1.8 triệu. Samsung A30. Con này nếp sau thay mới anh em, màn ring nha, màn ring ha, nếp sau thay mới keo rồi, sườn xước sát, sườn này không có thay, sườn này là hơi xước nha. Đó, sườn không được đẹp nha anh em, có xước sát cũ rồi, thì anh em thấy sử dụng rồi, nhưng mà mình thấy bỏ lưng nhưng mà xài giá ảnh hưởng gì đâu. RAM 332 nha anh em, màn hình 6 inch, pin 4000, Samsung A30. Đây mình cập nhật phần mềm nó này, nửa đêm mới tự cập nhật, anh em bấm kiểu này thì nó ok hơn. Khỏi phải cập nhật lúc mình đang xài rất là bực mình nha. Chức năng hoạt động ok nha anh em. A30, RAM 332. A30. Con này đến em giá 2.500.000 nha. 2.500.000. Kèm sạc dán lực cho anh em thôi. 2.500.000 thôi. Quá mừng. Tiếp theo là con Oppo Samsung A71. Con này thay vỏ mới anh em. A71 nha. Giá cực mềm cho anh em luôn. Màn hình 6.7, RAM 8, bộ nhớ 128. Đó, pin 4.5 nha. Pin 4.5 nha anh em. Đó, thay vỏ mới đẹp keng luôn. Con này để anh em giá 4.8 triệu nha. 4.8 triệu anh em, kèm sạc dán kính nha. Chức năng full ha, màn ring. Con này thay vỏ rồi nên bán giá rẻ cho anh em luôn. A71. RAM 8 bộ nhớ 128, giá chỉ có 4.8 triệu thôi. 4.8 triệu. Tiếp theo cho anh em là con Samsung A30s, kính đã dán lực cho anh em rồi, đẹp keng không vết xước, lưng sau dán keo có xước sát nha, đã dán keo rồi, máy riêng nguyên A3s, RAM 6, RAM 4, bộ nhớ 64, màn hình 6 inch, pin là 4000 nha, sườn có xước sát thêm 5 tháng nha anh em, cũng khá đáng kể đó, bỏ lưng vào xài ok luôn. RAM 4, bộ nhớ 64, máy nguyên riêng, chưa hề thay thế gì hết nha anh em. Chức năng hoạt động ok nha. A30s nha nè, chứ không phải 30 thường nha. Con này đến giá 2.950.
2950 kèm sạc dạng kính nha, máy cực êm ái luôn, nói chung là mượt 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 luôn anh em. Giá 2950. Tiếp theo là con Note 8. Note 8 bản hàng một sim, màu xám lông chuột nha. Màn hình 6 inch 3, RAM 664, pin 3 3. Máy đầy đủ, bút viết là đủ ha. Sườn có xuất sắc thêm 5 tháng ít thôi. Lưng đẹp này. Màn đẹp này. Một đốm nhỏ nha, một đốm ngay góc đây. Đó, giá chỉ 3,2 triệu thôi. Một đốm nhỏ, xài chữa cháy rất ok. Dành cho những anh em game thủ cho game thoải mái luôn, nó 8. Đó, có một đốm ngay đây ha, có sao nó dậy anh em, quay kỹ anh em xem rồi nha. Chả ảnh hưởng hết bao anh em một tháng không bao giờ lan nha. Mình bảo hành đốm nha anh em, không bao giờ lan nha. Đó. Chức năng hoạt động ok, nó 8. RAM 6 của nhớ 64. Một sim, bỏ sim là xài thoải mái anh em, chả vấn đề hết ha. Vẫn xài ok luôn, giá 3,2 triệu. Kèm sạc dạng kính. Tiếp theo là con Samsung A20. Lưng xe màu xanh đã thay mới cho anh em rồi. Màn hình 6.4, RAM 332, pin 4000. Mở nguồn cho anh em luôn. Đó, A20, chức năng full nha anh em, hoạt động ok luôn. Con này để anh em giá cũng rất là mềm luôn nha anh em. A20, giá 2,2 triệu. Giá 2,2 triệu nha, kèm sạc dạng kính cho anh em nha. Tiếp theo là con Samsung A70. A70 Nguyên Zin. Đây, màn hình 6 inch 7 anh em. RAM 6 nha, 128 nha, RAM 6 128 ha, pin 4,5. Vỏ sao xuất sắc nhẹ thôi. Đây, còn màn sáng đẹp nha, Nguyên Zin. A70. A70 anh em cứ tra anh màn là biết ngay dòng máy nha. Con này đến em giá 3,8 triệu ha, 3,8 triệu, kèm sạc dạng kính nha anh em nha. Tiếp theo là con iPhone X. iPhone X. Máy đẹp keo sạc luôn. Pin 98-99% nha. 64GB. Đẹp keo luôn. Coi test pin ra cho anh em coi. Pin 100 luôn anh em. Pin 100 luôn nha. Chưa thay nhưng mà pin 100 nha. Chúng ta mấy này người ta không xài luôn. Nhập từ bên nước ngoài về nó thấy là bọn nó nhập theo lô á. Nên hên xui anh em. Trúng con ngon thì ngon thôi nha. Đây. Máy nguyên riêng nha anh em. Đó. iPhone X ha, 64GB. Full Face ID đủ hết nha, nguyên riêng nha. Chưa hay thay thế một cái gì đâu anh em. Con này để em giá 7,7 triệu nha, 7,6 triệu. 7,6 triệu thôi. 7,6 triệu, kèm sạc là giá lực cho anh em đầy đủ trước khi gửi máy nha. iPhone X 64GB nguyên riêng quốc tế. Bao anh em reset thoải mái nha, quốc tế luôn. Dòng 2, dòng 3 reset thoải mái không có đề hết ha. Rồi, clip này xin tạm dừng ở đây. Thân ái chào cả nhà nha. Chúc anh em buổi sáng làm việc thật thành công và hiệu quả nha. Nhớ bấm đăng ký kênh để đón xem những clip mới từ kênh mình nha anh em. Chào cả nhà.